Cô Quỳnh có chia sẻ một cái video liên quan đến kiến thức về tài sản cố định và trong đó thì nó có một cái ý là điều kiện để ghi nhận là tài sản cố định về giá trị là nó phải có giá trị từ 30 triệu trở lên thì cô Quỳnh thấy có một em comment hôm nay comment bảo cô Quỳnh rằng là em đọc ở trong thư thông tư 45 em thấy ở trong đấy ghi là điều kiện giá trị là từ 10 triệu trở lên chứ không phải là 30 triệu như cô chia sẻ thì các em lưu ý nhé, thông tư 45 là nó có hai cái thông tư. Một cái thông tư là nó ra vào ngày 27 tháng 3 năm 2013. Thì cái thông tư này là nó thay thế cho cái quyết định 203. Và hiện nay cái thông tư này vẫn đang có hiệu lực và doanh nghiệp đang áp dụng. Thế còn một cái thông tư 45 mà nó ra vào ngày 7 tháng 4 năm 2018 ấy. Thì cái thông tư 45 này là nó quy định cho các cái tài sản công các em nhé. Nên khi các em đọc thì các em lưu ý giúp cô